Nếu như vốn chẳng có trí huệ lại rất ngu si, thì sẽ sợ người thông minh hơn mình, có trí huệ hơn mình. Tư duy tu tập, tức là tu tập thiền định, hay thường tu tập thiền định thì sẽ hoạch được trí huệ tối cao vô thượng. Bồ Tát tu tập các thứ pháp môn, Ngài chẳng phải vì mình muốn cầu được cảnh giới an lạc nào đó mà phát tâm tu hạnh Bồ Tát. Nguyện ý của Ngài là hy vọng tất cả chúng sinh đều được lìa khổ được vui. Nếu tất cả chúng sinh được lìa khổ được vui, dù Ngài phải vĩnh viễn ở trong địa ngục thọ cực khổ, thì Ngài cũng cam tâm tình nguyện, vui thích mà làm. Bồ Tát là vì lợi ích chúng sinh mà tu hành, chỉ muốn chúng sinh được lìa khổ. Chẳng những Bồ Tát chỉ vì lợi ích kẻ khác mà tu hành, dù bất cứ người tu học Phật đạo nào, bất luận phàm phu tục tử, khi bạn phát tâm tu hành, thì lập đại nguyện vì lợi ích tất cả chúng sinh, xin tu phạm hạnh, bất cứ sự việc gì cũng chẳng vì mình mà cầu an lạc, mãn túc dục vọng của mình, thậm chí phát nguyện tu khổ hạnh, cũng đừng nghĩ đến tôi tu khổ hạnh là vì muốn mau khai ngộ, chứng đắc. Vọng tưởng muốn sớm khai ngộ như thế cũng là tâm tham, trừ diệt sạch những tâm tham sân si như thế chẳng còn nữa, chẳng còn những hành vi ngu si như thế, vốn chẳng vì mình cầu an lạc thì tự nhiên cũng sẽ đắc được an lạc chân chánh. An lạc chân chánh tức là sinh ra nguồn gốc trí huệ chân chánh. Có an lạc chân chánh, trí huệ chân chánh rồi, thì trong tâm lập tức nghĩ đến, tôi xin tu các pháp cầu được trí huệ tối thượng, chỉ nguyện tất cả cũng đều có trí huệ tối thắng này. Phải hồi hướng như thế, đừng chỉ nghĩ đến mình, nhận rằng tôi từng vì chúng sinh làm công đức ra sao, tôi từng lập được đức hạnh gì, tôi lại làm được việc như thế nào, đầy rẫy tự ngã thì hoàn toàn là một phiến tư tưởng ngu si. Tôi hy vọng người minh bạch chẳng làm việc hồ đồ, người hồ đồ mau học làm việc minh bạch, cho nên chúng ta đều phải từ con đường hồ đồ đi lên con đường hiểu biết. Người đó hồi hướng được rốt ráo, tâm thường thanh tịnh lìa các độc, được ba đời Như Lai phó chúc, trụ nơi pháp thành lớn vô thượng. Người đó là vị Bồ Tát đó tu pháp môn hồi hướng, Ngài tu được thật trí trần huệ, trí huệ viên dùng rốt ráo, vì tâm ý của Ngài thường thanh tịnh, chẳng có chút ý niệm nhiễm ô nào. Ngài đã xả bỏ tất cả tham sân si, kiều mạn, đố kỵ, vân vân, đủ thứ các tâm độc chứng ngại đạo. Vị Bồ Tát đó hành Bồ Tát đạo, Ngài đã từng thọ chư Phật quá khứ phó chúc, đang thọ chư Phật hiện tại phó chúc, sẽ thọ chư Phật vị lai phó chúc. Khi chư Phật phó chúc cho Ngài nói, thiện nam tử, ông là một vị tối toàn thiện, ta rào chúng sinh vị lai thọ khổ cho ông, hy vọng ông có thể như pháp giáo hóa họ, khiến cho họ liều khổ được vui, sớm thành Phật đạo. Bồ Tát đạt đến cảnh giới như thế, sự tu trì của Ngài thành tựu, đồng như an trụ ở trong pháp thành lớn vô thượng. Bồ Tát hậu tấn không thể sánh với Ngài được. Chưa từng nhiễm trước nơi các sắc, thọ tưởng hành thức cũng như thế, tâm ý thoát hẳn nơi bà cõi, hết thảy công đức hồi hướng hết. Bồ Tát tu hạnh môn hồi hướng, ba nghiệp của Ngài sớm đã thành tịnh, chưa từng nhiễm trước tất cả sắc trần, cùng với thọ trần vân vân, đều chẳng nhiễm trước. Ngài thấy được sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng là như thế. Ngài đã thấu rõ các pháp thật tướng, cho nên chiếu thấy năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách, tâm của Bồ Tát đã vĩnh viễn thoát khỏi ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cũng chẳng bị năm dục trong ba cõi làm mê hoặc. Chỉ vì Ngài tùy nguyện thọ sinh đến ba cõi giáo hóa chúng sinh, Ngài cũng chẳng lưu luyến sự vui năm dục trong ba cõi. Bồ Tát đem hết thảy công đức căn lành tu tập, thảy đều hồi hướng cho mười phương tất cả chúng sinh, hồi hướng cho Bồ Đề, hồi hướng cho thật tế, chẳng lưu lại tơ hào nào cả. Những chúng sinh mà Phật thấy biết, thảy đều nhiếp lấy không thừa sót, thệ nguyện đều khiến được giải thoát, vì họ tu hành đại hoan hỷ. Câu thứ ba trong bài kệ tán Phật có nói, thế gian sở hữu ngã tận kiến, hết thảy thế gian ta thấy hết, tức là đều thấy hết, sau đó cũng biết hết, vẫn còn có chúng sinh, Phật nhìn chẳng thấy chăng, chẳng biết việc bí mật chăng, chúng sinh đều sinh tồn ở trong pháp thân của Phật, pháp thân của Phật sung mãn khắp hư không, như vậy Phật tự nhiên đều thấy biết tâm hạnh của tất cả chúng sinh, hà huống Phật chẳng có gì mà chẳng biết, chẳng có gì mà không thấy. Chúng sinh mà Phật thấy được đều có pháp duyên với Ngài, cho nên Ngài đều nhiếp lấy, rộng độ quần mông, bình đẳng giáo hóa, chẳng khiến cho người nào thừa sót. Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát,
Ngài cũng chiếu theo phương pháp mà Phật hành đạo, phàm là chúng sinh thấy được hoặc biết được cũng đều nhiếp lấy hết, chẳng khiến cho thừa sót. Và còn phát đại thệ nguyện, những chúng sinh được nhiếp lấy, tận tâm tận lực giáo hóa, khiến cho họ đều được giải thoát. Bồ Tát vì chúng sinh mà phát tâm tu hành, cảm tâm thế chúng sinh thọ khổ, tất cả chẳng vì lợi lạc của mình mà nghĩ tưởng. Ngài chẳng nguyện chúng sinh thọ khổ, hy vọng chúng sinh thọ được sự lợi ích của Ngài mà liền khổ được vui, đều đại hoan hỷ, như thế sẽ đạt được mục đích phát tâm tu hành của Ngài. Tâm ý niệm niệm luôn an trụ, trí huệ rộng lớn chẳng ai bằng, lìa si chánh niệm thường vắng lặng, tất cả các nghiệp đều thanh tịnh. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, tâm niệm của Ngài luôn luôn đều an trụ, dụng công nơi pháp môn hồi hướng, đem công đức tu tập để hồi hướng hết cho chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng nơi thật tế. Vì Ngài thường vì chúng sinh tu hành đủ thứ căn lành, cho nên Ngài đắc được trí huệ rộng lớn. Chẳng có ai có thể so sánh trí huệ rộng lớn với vị Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng đó. Trí huệ rộng lớn của Bồ Tát là Ngài đã phá trừ được tất cả vô minh, chẳng có sự chấp trước, lìa khỏi tất cả chướng ngại, cho nên chánh niệm của Ngài luôn luôn hiện tiền. Chánh niệm hiện tiền đó vắng lặng, chánh niệm tức là vô niệm, vô niệm tức cũng là chánh niệm. Nếu có niệm thì không thể thường vắng lặng được, thường vắng lặng tức là vô niệm, tức là chánh niệm. Vì chẳng có niệm thì sao lại có nghiệp? Tất cả nghiệp thiện, nghiệp ác đều thanh tịnh thì đều giống như chẳng có. Ở đây nói các nghiệp thanh tịnh là chỉ thân miệng ý ba nghiệp đều thanh tịnh. Làm thế nào được ba nghiệp thanh tịnh? Là vì vô niệm. Cho nên nói vô tâm vô niệm, phước vô biên, tư dục tạp niệm thị tội khiên, nghĩa là không tâm không niệm, phước vô ngần, tư dục tạp niệm là tội nghiệp. Niệm động bách sự hữu, niệm chỉ vạn sự vô, nghĩa là niệm động trong việc sinh, niệm bật vạn sự không. Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý, tư dục đoạn tận chân phước điển, nghĩa là tâm ngừng niệm dứt giàu sang thật, tư dục trừ sạch ruộng phước điển. Vô niệm tức là thanh tịnh, nghĩa là ba nghiệp chẳng nhiễm ô. Các Bồ Tát đó nơi thế gian chẳng chấp tất cả pháp trong ngoài, như gió vô ngại trong hư không, đại sĩ dụng tâm cũng như thế. Các Bồ Tát đó là nói những vị đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng. Các ngài sống ở tại thế gian này chẳng chấp trước vào pháp trong và pháp ngoài. Pháp trong là trong tâm ý chẳng chấp nơi tham sân si, vô minh phiền não và tất cả tập khí. Pháp ngoài là bên ngoài, chẳng chấp nơi sắc thành hương vị xúc nằm trần, đều chẳng nhiễm trước. Pháp trong tâm pháp, sắc pháp bên ngoài, như ở trên đã nói, ở trong tầm mắt của Bồ Tát giống như gió thổi trong không trung, chẳng có dấu vết gì, cũng tìm chẳng được con đường gió thổi qua. Đại sĩ là Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, đem căn lành công đức tu tập để hồi hướng cho chúng sinh. Ngài chẳng chấp tướng, chẳng chấp pháp trong và pháp ngoài. Tâm từ bi bình đẳng của Ngài giống như gió thổi ở trong không trung, chẳng có dấu vết. Chúng ta những người hướng đạo tu học Phật pháp đều phải học sự dụng tâm của Bồ Tát, chẳng có sự chấp trước. Hết thảy thân nghiệp đều thanh tịnh, tất cả lời nói chẳng lỗi lầm, tâm thường hướng về nơi Như Lai, hay khiến chư Phật đều hoan hỷ. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, thân nghiệp của Ngài rất thanh tịnh, vì Ngài chẳng có tội ác giết hại, trộm cắp, tà dâm, tất cả lời nói cũng chẳng có lỗi lầm, cho nên nghiệp miệng cũng thanh tịnh. Sở dĩ nghiệp lời nói thanh tịnh là vì Ngài tuyệt đối chẳng nói thị phi, chẳng nói đúng nói sai, chẳng nói đông nói tây, truyền bá những lời vô vị, lời nói chẳng có lỗi lầm. Trong tâm Bồ Tát chỉ có Phật, một lòng hướng về chỉ cầu Phật đạo, phát tâm đại thừa lợi ích chúng sinh. Ý nghiệp cũng thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh, khẩn thiết chí thành hướng về Như Lai, cho nên khiến cho mười phương chư Phật đều hoan hỷ. Mười phương vô lượng các cõi nước, hết thảy chỗ Phật đều đi đến, trong đó nhìn thấy đấng đại bi, thảy đều cung kính mà thờ phụng. Hết thảy mười phương thế giới vô lượng vô biên các cõi nước, không màng các thế giới trong một phương, bất cứ một cõi nước nào có Phật đang trụ thế giáo hóa chúng sinh, thì vị Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, Ngài nhất định đi đến đó. Các đức Phật mà Ngài thấy được, chẳng có vị nào mà Ngài chẳng gần gũi cúng dường cung kính thừa sự. Tâm thường thanh tịnh lìa lỗi lầm, vào khắp thế gian chẳng sợ hãi, đã trụ Như Lai vô thượng đạo, làm áo pháp lớn cho bà cõi.
Bồ Tát Tu Pha Môn hồi hướng, tâm của Ngài thường thanh tịnh, vì tâm của Ngài đã lìa khỏi đủ thứ lỗi lầm, cho nên có thể đến khắp bất cứ thế giới nào để giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát chẳng còn dục niệm tham cầu, càng chẳng có tâm hư vinh dành vần lợi dưỡng. Ngài một lòng tín tâm trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, cho nên Ngài dũng mãi tiến về trước, chẳng có sợ hãi, chẳng sợ khốn khổ hoạn nạn. Sức tinh thần không sợ hãi đó là từ khi Bồ Tát đã đạt được chánh đạo vô thượng của Phật, có thể an trụ nơi chánh pháp của chư Phật nói, chánh niệm bền vững. Tâm của Bồ Tát đã an trụ nơi vô thượng đạo của Phật, thân của Ngài thường trụ trong đạo tràng của Phật, tu học Phật đạo, tu hạnh môn của Phật tu, cho nên tránh khỏi được mọi gian nan, dẹp trừ sự nhiễu loạn của tất cả ngoại đạo. Bồ Tát càng phải làm ao pháp lớn trong ba cõi, khiến cho chúng sinh trong ba cõi tắm rửa sạch vô minh phiền não của thân tâm trong ao pháp lớn, học tập Phật pháp, đắc được pháp hỷ, đắc được an lạc chân chánh. Tinh cần quán sát tất cả pháp, tùy thận tư duy hữu phỉ hữu, như vậy hướng về lý chân thật, vào được nơi vô tranh thâm sâu. Sự dục cầu tinh, tư dụng khổ công, công phu tước đáo, mặc thức tâm thông. Ý nghĩa của bốn câu này nói, bất cứ bạn muốn làm việc gì, đều hy vọng thành công, viên mãn đạt được mục đích, mà còn kết quả đặc biệt tốt, được người khen ngợi, bạn tình mình cường cán, siêu hơn mọi người. Muốn được vinh dự đó thì phải chuyên tâm nhất trí mà làm, cho nên phải dụng khổ công. Đừng từ hạnh khổ, hạ tâm chẳng sợ gian nan đi nghiên cứu, công phu đến được rồi thì chẳng cần ai đến giải nói. Tự nhiên bạn sẽ hốt nhiên quán thông, trong sự trầm lặng bạn sẽ minh bạch. Nếu như bạn không hạ khổ công mà muốn hiểu được, muốn minh bạch thì chẳng dễ dàng chút nào. Giống như đi học, học cho nhiều, nghiên cứu rộng rãi thì lâu dần tự nhiên sẽ dễ dàng minh bạch. Nếu học ít thì lý luận có lúc sẽ không thông, cho nên phải tinh tấn chuyên cần, suy ngẫm quán sát thì mới đạt được viên mãn mục đích sở học. Nếu muốn tu học Phật pháp cũng thế, phải dùng khổ công, phải tinh cần. Tinh ở đây là chỉ chỗ tinh mật tinh tế, phải hạ công phu nơi chỗ rất tinh tế, quán sát tỉ mỉ, suy ngẫm đặc biệt chú ý, đừng lơ là chỗ vi tế nhất. Hạt bụi rất là vi tế, rất nhỏ, nếu tích tập nhiều thì có thể thành núi. Cho nên nghiên cứu Phật pháp phải nghiên cứu chỗ vi tế, quan sát chỗ vi tế đó, phải tinh tấn không giải đãi, trong diệu tìm diệu, quan sát các pháp thật tướng, tìm cầu đạo lý của các pháp, tùy thuận bản thể của các pháp, suy ngẫm đại dụng của các pháp, hữu tức là diệu hữu, phi hữu tức là chân không, suy ngẫm đạo lý chân không diệu hữu, nghiên cứu nó, diệu dụng chẳng ngại nhau. Trong pháp giới những gì hiện ra đều là viên dung vô ngại thật sự, do đây minh bạch. Chân không chẳng không, diệu hữu phi hữu, chân không chẳng ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng ngại chân không. Trong đạo lý này bao hàm diệu lý vô thượng, nếu minh bạch đạo lý này thì có thể hướng về đạo lý chân thật. Minh bạch đạo lý chân không rồi thì lúc đó bạn sẽ minh bạch bản thể thanh tịnh là vắng lặng chẳng động, cảm mà tọa thông. Pháp này tức là nơi vô tranh, chẳng có pháp tranh luận. Tại sao chẳng có tranh luận? Vì nó là tuyệt đối, chẳng phải đối đãi. Pháp này tức là bản thể của pháp. Bản thể của pháp là lìa tướng lời nói, lìa tướng văn tự, lìa tâm duyên tướng, lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Cho nên pháp này là không tranh luận. Minh bạch diệu pháp thâm sâu vô thượng này thì có thể vào được nơi vô tranh thâm sâu.